biết là nó lâu rồi nha. Đây là 30.000 đúng không chị nhỉ? Dạ rồi. Chào các bạn nhá. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhá. Hiện tại bây giờ mình đang đứng ở trên đường Ngô Quyền chạy về hướng Lộc Bình. Hôm nay là tiếp tục giới thiệu cho các bạn một trong những quán ăn sáng cũng rất là ngon ở Lạng Sơn. Đó là quán phở Ngô Lộc Bình. Địa chỉ ở đây thì mình nhìn thấy đó là 362 Ngô Quyền. Ở đây có phở vịt quay, một trong những món ăn cũng khá là nổi tiếng ở Lạng Sơn. Ngoài ra chị còn bán rất nhiều món. Tầm này tầm khoảng tầm 6:30 nhưng mà khách đến ăn khá là đông rồi. Nào chúng ta hãy cùng nhau di chuyển vào phía trong xem hôm nay chị bán những cái món gì nhỉ? Và lát nữa mình sẽ thưởng thức xem. Đây. Trước tiên chúng ta bước vào thì chúng ta có thể nhìn thấy là không gian quán khá là rộng. Bạn nhìn thấy không? Đấy, không gian cũng rất là rộng nhá. Đây là cái chỗ chị bán hàng. Trên này bán luôn cả măng ớt này. Món phở vịt quay này các bạn nhá. Một trong những món ăn cũng rất là nổi tiếng ở Lạng Sơn. Chị bán thêm cả phở gà này. Sau đó là móng giò, mọc, xíu, xá xíu lạp sườn này. Đây các bạn có nhìn thấy cho mình nhá, ở phía trên này chỉ có một cái bảng giá các loại món của chị, thì có đầy đủ các loại món nhưng mà giá cả thì là giá chung là 30.000. Nó thế đấy ạ. Đầy đủ các loại mà. Ở đây thì cũng là cái nước ở trong bụng con vịt đổ ra. Đây là ăn nó rất là thơm các bạn ạ. Thịt ở phía quay đây. Không bán là gì? Hết chỗ này là nghỉ à? Chỗ này cũng hết đến 9 giờ thôi. À là cũng đến 9 giờ rồi à? Căn căn. Đi đằng sau nữa. Căn căn. Gọi dưới nhà lên đồ vài cân nữa thôi. Ngày nhà mình bán được bao nhiêu thì cứ làm bấy nhiêu rồi. Thường thường mình căn căn là hết cái này là cũng ổn đúng không? Nhiều đó.
Rồi các bạn nhé, bây giờ sẽ thưởng thức một bát phở của quán của chị nhé. Thì phở đây thì phở chị chuyên về cái bánh phở Lộc Bình. Mình đến đây thì mình còn biết là chị còn bán nữa cơ. Đấy, bạn nào có nhu cầu mua thì có thể liên hệ. Chị bán số lượng lớn đúng không? Bán số lượng lớn. Tức là chị nói có cơ sở, nhưng mà lát nữa mình sẽ xuống mình thử vào xem quy trình sản xuất của phở Lộc Bình thế nào. Nó có nhiều khâu không chị? Có nhiều khâu. À, nhà mình có nhiều công nhân làm hay là ấy đâu? Hay là gia đình mình khác làm không? Gia đình mình làm. À. Đây là 30.000 đúng không chị nhỉ? Giá chung của mình. Bát phở phí đây rồi. Đây các bạn nhé, các bạn ơi nhìn thấy cho mình nhá, một bát phở vịt quay ở trong quán của chị đây. Đây thì khá là hấp dẫn. 30.000 cũng có khá cũng khoảng tầm 5-6 miếng thịt vịt. Nhìn rất là ngon. Đây bạn nhìn này, khá là ngon. Phở thì như các bạn biết ấy, là phở Lộc Bình, một trong những cái phở được rất là nhiều người ở Lạng Sơn thích ăn. Nó tuy là nó là cái bánh phở này tự cắt ra các bạn nhé, một cái bánh phở rất là to, sau đó cắt ra mỏng mật, nước ở trong bụng có vịt đấy. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức một miếng vịt quay. Ừ.